Tuấn Dương xin kính chào cô bác anh chị khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Chào chị bé và chào bạn người mẫu. Chị chào em với chào cô chú. Thưa chị bé, hôm nay thì chị giới thiệu những cái dòng sản phẩm gì, chị có thể cho biết chất liệu này và giá tiền ạ? Chị hôm nay chị giới thiệu là hàng lụa với hàng len ý em ha, hàng thiết kế. Là cái này là bông thiêu rồi xong mình kết đá pha lê lên. Thì giá áo này là 760 mua áo tặng quần. Bông thiêu. Bông thiêu rồi bắt đầu mới kết đá pha lê lên. Kết đá pha lê vải len ý. Đúng rồi. Giá rẻ cho những cô chú mà xài, những người ta có thể ngồi xui hay đi xui ké đấy em, giá túi tiền hơi ấy chút, với lại những người mang đi lễ. Dạ. Nó hơi nhã nhặn thôi. Mua vải may áo sẽ được tặng vải may quần. Thì cái này dành cho gam khoảng chừng hàng U 4 mấy trở lên là được, mang được rồi, 40 4 mấy thì được rồi em ha. Dạ. Khoảng từ U 40 cho tới U 65 70. Đúng rồi, là xài được rồi. Còn màu cái màu hồng này thì ba mấy 30 vẫn xài được. Dạ. Nó tùy theo cái màu sắc. Giá 760 mua áo tặng quần. Áo dài bé là niêm ít trong trong áo em ha. Dạ. Để chị dạch lên từng góc rồi cho cô chú thấy. 760.000 đó các bạn, thì tương ứng với khoảng là hơn 30 đô. Ngày 760.000. Ngày xưa đó các bạn, đây giá 760.000, ngày xưa đô khoảng 25, nhưng bây giờ thì đô chỉ chừng khoảng 24 mấy thôi. Nên là mình phải cỡ khoảng 31 32 đô cho một bộ này, chưa bao gồm tiền công may nhé quý vị. Tiền công may là 600.000. Chị nói cô Hà cho một cái bảng giá may để đây đi. Vâng. Để khách hàng hỏi chị dò nó, chị nói nó dễ hơn. Ít ngày nữa chị bé sẽ làm một cái bảng giá là cái tiền công may. Tiền công may của nhà may Phạm Hoàng. Một lớp, hai lớp, rồi các cái vải chất liệu ra sao, giá cả như nào thì cô bác anh chị mình biết. Đây là một mẫu khác này. Liền vô đây chị thắt. Đấy, quý vị nhìn ở trước. Mấy bao này đúng không? Là kết rất là cầu kỳ, công phu, tỉ mỉ. Nhưng mà giá cũng rẻ em ha. Vải này thì okay. Có sự co giãn nhẹ nhé. Có giờ co giãn, xài rất là dễ thương, dễ chịu. Tiếp theo là một bộ này thì màu tím này thưa quý vị. Tại tháng này á, chợ hơi chậm đó em, cho nên dạ. Là cái lượng hàng ra cũng không có nhiều lắm. Cũng mong chắc chừng... Bắt đầu chắc từ tháng 10 trở đi... Đúng rồi, chắc chừng chị nghỉ hết 1-2 tuần nữa là bắt đầu chợ đông lại. Vâng. Thì một năm quá trình lúc nào cũng bị dính hết 2 tháng như vậy đó. Đây chị coi cái hàng mẫu này giá nhiêu nha. Dạ. Này có vẻ rẻ hơn rồi đúng không? Cái này giá 600 em, mua áo tặng quần. Bộ này thì giá là 600.000 nha quý vị. Mua áo tặng quần. Cái này kết thì nó có vẻ nó đơn giản, nó không cầu kỳ như cái mẫu trước nha quý vị. Đúng rồi. Giá 600.000. Mua áo tặng quần. Dạ. Và cái này mấy cô mua cái này có lên cũng đẹp lắm. Dạ. Đây, một mẫu kế tiếp. Mẫu này thì chắc cũng giá 600 khoảng 600 ngàn nha quý vị. Đây. Mình nó đi từng mua, có bao vậy? Thì mình cứ vạch từng góc cái lên. Gốc của sản phẩm. Ở trong góc này các bạn này, ghi là 600 ngàn này. Mua áo tặng quần. Vải này thì vẽ nhé. Vừa vẽ xong rồi kết cườm. Cửa hàng áo dài bé thì nó có đặc điểm một cái là nó trang trong một cái siêu thị, để mình đến đó mình coi cái sản phẩm nào mình vừa túi tiền thì mình mua. Dạ. Mình không phải là mặc trả giá. Dạ. Ví dụ như bán đắt rẻ hay gì thì tùy theo mình dòm vừa ý thì mình mua. Vâng. Đây là một màu tiếp theo, màu vàng. Vàng đồng. Còn kia bé đang thử cái màu xanh ngọc. Đó là xanh ngọc, cái này vàng đồng. Màu vàng đồng nè quý vị. Thôi cái này để phô rồi. Phô. Không, nó chích ben vậy không may được. Chích ben sẵn. Cái này họ chích cái ben sẵn này. Chích ben sẵn rồi. Vậy mấy bạn thử này, giờ kinh nghiệm đầy mình nhé. Mai mốt sẽ thay chị bé sẽ lui về ở ẩn này. Mấy bạn này là sẽ thay thế này. Không mà cái này không có treo không. Cái chích ben này chị bé không có chịu đâu. Nó bị vẹo rồi.
chích men là thợ may nó canh thôi em hiểu không, còn thợ nó chích lên á, để nó kết lên á thì về cái người may rất là khó. Đây một mẫu tiếp theo màu tím than này quý vị này, bông thì màu trắng, nhìn rất là nổi nhé. Giá là 600 ngàn. Giá 600 ngàn, mua áo tặng quần. Nếu không lấy quần thì còn cái áo 500 em ha. 600 ngàn để mình sẽ chia thử. Có nhiều cô chú cũng rất là tò mò, muốn là báo giá theo cái giá tiền đô để cô chú dễ hình dung. Thôi mình cứ tính là đô 25 đi. 600 chia 25 là cỡ là 24, khoảng 24, 25 đô nhé quý vị. Bởi vì giá đô thì nó sẽ lên xuống, cỡ khoảng 24, 25 đô cho một bộ, vừa có áo vừa có quần. Đó là chưa tính tiền công may. Nếu mà tiền công may khoảng 600 ngàn nữa thì cỡ vào 50 đô một bộ nhé quý vị. Và cái điều đặc biệt ấy là áo dài này là đều phải may theo số đo. Còn nếu mà áo dài may sẵn ấy, thì giá nó sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên thì áo dài may sẵn thường người ta sẽ may với cái số lượng lớn, hàng phổ thông, hàng chợ đó, thì ta sẽ có cái mức giá nó rẻ hơn. Còn đối với những cái sản phẩm mà may theo số đo, có cái toa không em? May từng người một thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ rất đẹp, nó theo cái form dáng của người mặc và theo sở thích. Ví dụ như mình thích là cổ tròn, cổ thuyền, cổ cao 3 phân hay là tay ngắn, tay dài, tay lở là đều làm được nhé. Còn áo dài may sẵn thì chỉ có một kiểu thôi, mình không có thể lựa được, mặc ướm thử cái nào thì lấy cái đó. Đây một cái màu tiếp theo này, màu xanh. Màu xanh này gọi xanh gì chị bé? Cái này là gọi là xanh lá em. Xanh lá. Lá lợt, lá đậm. Xanh lá lợt. Lá đậm, có người nhiều người là gọi là xanh mai linh. Xanh taxi Mai Linh. Đúng rồi. Ở nước ngoài thì họ không biết Mai Linh người là gì. Không biết Mai Linh là ai, còn Việt Nam thì kêu gọi xanh Mai Linh. Đây, xanh lá mà lá đậm này các bạn này. Đó, ở phía lá dưới đậm, thì lá có lợt. Một cái bông. Nguyên cả một cái dải bông dài chạy. Còn ở trên ngực cũng một cái chùm bông rủ xuống. Màu này là gọi màu lòng, chị kêu là màu lòng mứt, mà có nhiều người gọi là màu ruốc, nhưng mà ruốc thì nó không phải là màu ruốc, màu này này màu lòng mứt. Đấy, cùng một cái kiểu hoa văn đấy nha các bạn. Những cái lá là người ta vẽ, sau khi vẽ xong người ta đính đá. Và áo dài thì thường mọi người sẽ quan tâm đến cái mặt trước là chính thôi. Giống như mình đi qua Trung Quốc các em, mình thấy người nào ở Thượng Hải, người nào cũng mang áo sừng xám hết, ra đường thấy mang sừng xám rất là nhiều. Vâng. Nhất là đi tới những cái chỗ mà buổi tiệc, mấy tiệc các em. Vâng. Còn mình thấy cái giống như một cái trang phục của người ta, trang đó, trang phục dân tộc truyền thống của họ. Ta đó. Còn mình ở Việt Nam thì mình đi các nước, mình thấy người nào mang áo dài là mình biết người đó Việt Nam. Vâng. Nhưng mà nó rất là đẹp, nó cái trang phục rất là đẹp. Vâng, đó là cái trang phục truyền thống của quý truyền vị. Truyền thống á. Rồi, một mẫu tiếp theo. Còn nếu chị đi qua Trung Quốc, chị qua Bắc Kinh, chị thấy nhiều người mang sừng xám lắm. Trong sân bay cũng rất là nhiều người mang sừng xám, mà ra đường phố cũng vậy. Hồi xưa giờ mình tưởng... Này nó nhạt hơn này. Này, xanh, xanh e, à, xanh lý em. Xanh lý. Đúng rồi. Màu xanh, xanh lý. Còn này xanh bích nè. Màu xanh bích. Đó, có nhiều người gọi là bạn ấy, có nhiều người ta gọi là cô ban. Màu xanh cô ban đó. Đúng rồi. À. Theo quý vị cái màu kia gọi màu xanh gì quý vị comment giúp Tuấn Dương nhé. Có nhiều màu nhiều thì màu tụi mình chỉ biết tả theo cái hiểu biết của mình thôi. Nhiều màu á. Màu hồng. Màu sen. Sen. Đó, phía trước ngực là một cái bông rơi. Ở phía dưới các bạn cũng có một chùm bông nữa. Giá rẻ 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 rẻ, chị coi giá nhiều. Đây, coi thử coi giá nhiều đi. Lâu lâu phải kiểm tra lại. 560 ngàn. Đó, mua áo tặng quần. Đây số 5 không? Đúng rồi, 560 ngàn. Đây, cái này còn rẻ hơn hồi đấy, 560 ngàn. Mua áo tặng quần. Này, sản phẩm này cũng vẫn được tặng quần nhé quý vị. Giá rẻ.
rẻ đẹp chứ không phải rẻ xấu em ha. Dạ. Rẻ mà đẹp. Rẻ nhưng mà đây là những cái mẫu rẻ hàng đẹp thiết kế nha quý vị. Chứ không phải rẻ mà xấu. Này là những cái mẫu áo dài thiết kế. Ở phía dưới quý vị thấy còn cỡ khoảng gần 30cm là để trừ hao cho những cái cô mà có chiều cao khiêm tốn cao thì sẽ gấp bớt lại. Còn nếu mà những cái người mà cao khoảng 1m7, 1m8 thì sẽ may hết cái chiều dài của vải luôn nhé quý vị. Cái gì đây? Có những cái mẫu màu đen như vậy mình có thể mặc mình đi lễ nhà thờ. Rồi lại một màu kế tiếp. Màu này thì màu giống như là màu xôi nếp cẩm á. Đúng rồi, màu củ hành đó em. Màu củ hành. Có nhiều người gọi màu củ hành á. Dạ. Sang trọng thì nó gần mà 10 giờ. Cô chú anh chị mình thích mẫu nào xin nhớ sờ chụp hình lại giùm em nhé. Thì coi cái giá sẽ này sẽ kiểm tra xem giá bao nhiêu. Cái này triệu tư em. Ồ. Này triệu tư, cái này hộp đá pha lê không ạ? 1.400.000. Đúng rồi, mua áo tặng quần. Chất vải thì nó cũng giống như hồi nãy thôi. Len nhưng ý mà do là đây, len ý đá pha lê, kết đá pha lê. Triệu tư. Đẹp hơn, cầu kỳ hơn nên mắc tiền hơn. Cũng nhiều cô chú góp ý là khi quay cái áo dài nó phải quay toàn cảnh để mình nhìn thấy. Nhưng mà do cũng có lúc ấy, khách đông quá không có chỗ đứng nên là quay ở cái khoảng cách gần thì mình nhìn nó không hết toàn bộ trọn vẹn cái áo. Đây, những mẫu này có giá 1.400.000 này. Thêu hình những các cái bông hoa rơi. Cô bác anh chị chuẩn bị về Việt Nam thì mình có thể theo dõi những cái video clip này để coi các cái mẫu vải, mẫu nào phù hợp với mình thì mình lựa chụp hình lại gửi cho áo dài bé. Chụp tắt cái quạt trên đầu không ha? Nó bị chán chán đây, đầu. Còn mẫu tiếp theo nữa này, cái này là mẫu màu xanh đen. Xanh đen. Xanh đen. Những mẫu này thì cô bác mặc đi lễ nhà thờ. Cái vải len ý thì len nó che rất là che khuyết điểm và nó không hít vô da. Nó không hít vô da. Đặc điểm là vải này thì không có hít vô da của mình. Nghĩa là nó rất là che khuyết điểm, không thấy ngắn. Dạ, không thấy những cái ngấn bụng. Thấy bụng. Tại giờ cỡ giờ tuổi mấy chị là giờ người nào cũng có bụng, có ngắn hết. Hàng năm trở thông lên thường là phụ nữ trên 40 tuổi bây giờ nếu mà không tập luyện thể dục thể thao thì thường là mỡ ngấn bụng. Nó sẽ có nhiều cái khuyết có điểm. Có nhiều khuyết điểm. À, chất liệu vải len ý là một cái chất liệu mà giúp cho mình che đi cái khuyết điểm. Và khi mình mặc á, nó không có hít vô da mà của mình. Nhưng chị đây nhiều lúc về nó muốn đi tập thể dục á, mà về tới nhà 6-7 giờ. Mệt quá đúng không? Rồi xong rồi đuối quá em ha. Yeah. Đi không nổi, sáng về nó dậy sớm đi tập rồi đi cũng dậy không nổi. Giờ chỉ có phải có khi phải có huấn luyện viên gia đình tới tận nhà. Em biết sao, tối mình đâu phải về tới nhà là xong công việc đâu, rồi vén dọn nhà cửa còn rồi cơm thứ nước. Quay qua qua lại đến gần 10 giờ. Sáng thì lo dậy rồi lo hàng quà cho thợ cho thầy. Đó quý vị nhìn cái mẫu này thì hoa văn nó giống nhau, chỉ khác về màu sắc thôi. Mình còn làm ăn là mình cứ làm, mình cứ hoạt động hoài vậy, mình có công việc nó mình bị nó cứ cuốn hoài, vào. Cuốn vào. Giống như em cũng cứ phải 1-2 giờ sáng mới ngủ được. Khi nào dựng xong hết clip up hết lên, không có qua ngày sau nó lại một loạt clip mới rồi nhiều mình quá lộn, nó mình không xử lý kịp. Đúng rồi. Đó giống như chị này, một ngày bán nhiêu hàng là một bữa tối về phải giao cho thợ bao nhiêu hàng. Dạ. Yeah. Rồi những cái công việc gì hàng đặt hàng này hàng kia mình phải nhận hàng, khách của hàng là mình phải có trách nhiệm. Những cái này các bạn ơi kết bằng tay, nên không là á, nó rất là chắc nhé. Đúng rồi. Kết thủ công nên nó rất là kết chắc chắn. Kết cái đặc điểm nhà chị kết từng hồi sợ hộp một nè. Cho nên là mấy cô xài mấy cô không sợ xúc đâu.
Đây quý vị nhìn này, à, mỗi cái hột là đều có những cái đường chỉ rất là chắc chắn nhá, nên là mình không có sợ nó bị... Chứ không phải là kết mà một nhùi một lần đâu. Mình không sợ bị rớt hột. Rồi giờ bắt đầu mới qua hàng này em ha. Qua hàng này đắt tiền hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái mẫu khác. Hàng ngồi xui. À, đây mẫu, nhưng mẫu này dành cho các cô... Các cô xui. Ngồi xui. Đó, coi giá. Giá là 2 triệu tư em. 2 triệu 400 ngàn, cỡ khoảng gần 100 đô la. Thêu rồi bắt đầu mới ép đá. À, sản phẩm này thì thêu, sau đó thì ép đá vô và những cái hạt đá này nó lấp lánh, nhìn rất đẹp nhá. Mình ngồi đám cưới này, trong đám tiệc, nhìn rất là đẹp quý vị ạ. Đó, ở dưới là hình hai con phượng. Ở đây, hình những cái bông hoa này. Thấy cái áo này dì bé thấy nó đơ đơ phải không con? Thấy chị bé dòm. Thăm thăm tách cái quà chùm dì cho chị bé cái. Chị bé dòm cái tà áo nè, có bị thợ bị... Thôi bị giật rồi. Bị giật rồi em. Đó thiêu như vậy là không có đạt em nè. Nó sao ạ? Nè nó bị giật nè. Nó hơi bị nhăn đây á. Ờ, bị giật nè. Vậy. Cái này là không đạt rồi đó. Bắt đầu đầu tấp vô để mai qua tháng 7 bánh xeo đó. Dạ. Cho nên là hàng rồi mở quạt nhỏ nhỏ lại đi. Tại vì cái thiêu á nó khó lắm. Đây mời cô chú anh đó chị. Thiêu là phải bóng như vậy nè. À. Chứ còn nếu mà hơi giật giật là không thể bán được. Đây, dù áo bao nhiêu tiền cũng phải tắp nó vô. Nó không có bị nhăn với vải nhé. Ừ. Cho nên chị lên chị cái áo mà chị thấy hơi giật giật đơ đơ là chị biết liền rồi. Quen mắt rồi. Đây một mẫu tiếp theo này. Để Tuấn Dương coi thử xem có mức giá là bao nhiêu nhé. Cái này thì chỉ có giá là 1.900.000 thôi quý vị. Chứ không phải cái nào cũng một giá đâu, à. Lô hàng này nhiều giá lắm. Đây coi thử tiếp cái đó này. Cái này không có nhanh là nhìn thấy biết liền nữa. Không có nhanh này quý vị này. Có nhanh là nhìn vô đơ đơ là biết rồi. Sản phẩm này cũng có mức giá là 1.900.000, mua vải may áo được tặng vải may quần. Cái này thích hợp cho những các bà ngồi xui. Cái này thì sang. Màu cà rốt này. Màu cam. Giá 1.900.000. Mua vải may áo thì quý vị được tặng vải may quần. Chị thấy cái chất liệu màu vàng này bé em nè. Chất liệu màu vàng này nó lộn hàng của ai á, con rời mình hàng coi. Đúng không? Cái khô hôi này bỏ lại để mai mốt sale. Em này nó lộn hàng, thợ nó lộn hàng của ai á. Nãy giờ chị ướm chị thấy là hơi ngộ ngộ. Em rời mình hàng này coi. Mình hàng chị là mình hàng này nè. Cái này nó mềm hơn đó. Mà cái này, này nó lộn hàng của ai á. Này hàng nó hàng của Trung Quốc em biết không? Bỏ. Tại vì mình làm quen rồi. Mình đúng trên tay là mình biết cái dòng hàng nằm đâu rồi. Dạ. Cái áo nó vải đó em nhìn vậy á, nhưng mà lúc em lên may lên áo nó cũng không đẹp. Vậy. Nó cũng là lên ý nhưng mà may lên áo nó không đẹp. Đây, mẫu này các bạn nhìn này, cũng kết nguyên một cái chùm bông rồi sau đó được ép đá pha lê này. Đấy, họ thêu cũng rất là cầu kỳ tỉ mỉ, công phu nhé. Mình hàng của chị nó mềm lắm. Đây là nhìn, nếu mà quý vị chỉ nhìn trong hình thôi thì sẽ hơi không thể diễn tả được. Nhưng nếu mà quý vị tới tận nơi, mình mắt nhìn và tay sờ thì quý vị sẽ cảm nhận được cái chất liệu vải nó ra sao. Cái này thì thêu một đôi chim công này quý vị này. À, phía dưới là những cái bông hoa cúc. Rồi tiếp theo thì màu màu đen. Hình những cái bông nó giống như là bông cỏ lúa, bông cỏ lúa. Bông lúa gì á. Long lanh nhìn rất là đẹp nha quý vị. Long lanh đẹp như cành đào. Tới đây là hình trên thì hình một cặp chuồn chuồn. Còn phía dưới là một cái loại bông khá là lạ.
Cô bác có thể liên lạc với áo dài bé qua số điện thoại mà Tuấn Dương để ở trên màn hình. Mình liên lạc qua các cái ứng dụng như là Zalo, Viber, FaceTime. Vậy, thì do thế cho mấy nhung. Nó sẽ rẻ tiền, mình không có phải trả cái tiền cước điện thoại khi mà mình nói chuyện lâu. Đó. Đây cái này. Đó. Đó, người mẫu chỉ ướm một lúc là mà đã thấy mỏi tay rồi nhưng... Chị khom xuống khom lên chị cũng chóng mặt luôn. Về. Mai mốt chắc phải đặt cái bàn gì đấy hay cái gì cao đấy, cao em ha. Đỡ phải cúi. Đỡ cúi. Đó. Đây hình những cái bông hoa cỏ có lúa này. Đó này cho bé Dung xuống bé Vi lên. Dạ. Hỏi tay. Đó, rồi này. Ví dụ giờ em thấy mẹ hai mình hàng không? Mình hàng là mình hàng của chị nè. Rồi cảm ơn bạn người mẫu. Anh thấy mình hàng của chị nè, mềm. À, đúng mềm rồi. Dày có thun. Mềm. À đúng không? Cái mình hàng này em rờ. Đúng nó rồi, vẫn nó có nhẫn, thun. Nó à, nó nó cả... vẫn có thun nhưng mà nó khô. Đúng rồi. Anh thấy không? Hàng này hàng của Trung Quốc nè. À, nó hàng dày, thấy nó vẻ nó dày hơn. Hàng 1 mét nó khoảng 4 mấy nghìn thôi. À. Còn cái hàng này nó gấp đôi, gấp ba. À. Cho nên là mình rờ, mà em đúng cái áo này nó nặng lắm. Đúng rồi. Thấy đúng không? Rồi, đúng rồi, chính có, xác. Kêu ông Hoàng xuống lấy canh với canh điện tử lên, bỏ hai áo này lên coi. Nhưng mà phải cùng theo một loại hoa văn. Thì cùng một bông. Cùng loại một loại bông. Một bông. Rồi, tiếp lấy canh điện tử lên gì bé ơi. Người mẫu số 1 đã ra mỗi tạm thời nghỉ ngơi nhá. Người mẫu số 2 sẽ thế nha quý vị. Lấy miếng xô đi, cho nó tươi tươi đi. Lê xuống. Rồi. Thử coi mình. À, trong khi chờ đợi thì giới thiệu với quý cô chú anh chị là những cái mẫu áo dài dành cho con nít nhá. Đây là áo dài nam này, có thêu hình con rồng này, dành cho các cháu nhỏ nhé. Còn áo dài nữ này thì được thêu một bông hoa rồi có cái lược cài. Đằng trước cũng có một cái bông nhá. Đó là áo dài may sẵn. Áo dài may sẵn này là nhiêu tiền một cái chị? Cái đen này. 280 em. 280 từ số 1, từ số 1 đến số 5 giá 280. Là áo nam này ạ? À? À, nam bé gì cũng giống nam, nhau. Nam nữ giống nhau á? À, còn giá size là lên 7.000 đồng size. À, thấp nhất là 280.000 nha quý vị. Rồi. Còn nếu mà nó nhảy size lên thì sẽ tăng thêm một chút nha quý vị. Rồi, rồi chưa? Lâu vậy? Đây, chị bé sẽ thử, bởi vì cái bằng cái mắt thường thì quan sát thấy là hai cái chất liệu vải nó khác nhau. À, cùng một cái loại bông nhưng mà chất liệu vải khác nhau, thì một cái là vải của Trung Quốc thì cái này là 839 gram nhé. Đúng rồi. 839 gram. Rồi. Hai cái vải này là cùng thêu 900 mấy gram. Cái này là 919. Vậy là lệch nhau gần 100 gram nhé quý vị. Đó, tức là cùng thêu một cái loại hoa văn thì và một bông cùng à. Một cái à, đây này quý vị này, này để một bông nói này cho ha. Quý vị coi nhé, cùng thêu một loại hoa văn và cùng một cái chất liệu vải rồi thức tức là giống vải. Nhau luôn, tức là cái diện tích của cái mảnh hai mảnh vải là giống nhau và bông thì cũng giống nhau giống nhưng nhau mà cái luôn. Loại này nó nặng hơn loại kia cỡ gần 100 gram. Đúng rồi, đây chị đo chiều dài áo cho nè, đo chiều dài cái này vải của chị nè, còn vải thì mấy bà này lộn qua vô. Nhiều lúc nó nhận nhiều người á, về bị lộn nha. Nè, chị đo bằng nhau nè nha. Yeah. Chớ vải, đó, hai, vải, bằng hai nhau. Vải là ngang nhau nha quý vị, bằng hai nhau. Vải bằng nhau. Nhưng mà nhưng cái mà vải cái của Trung Quốc là nó nặng hơn. 100 gram. Và nhìn nó lì, nó không có nó khô phẳng. Lắm. À, còn đó. Cái vải ấy thì thấy nó mềm nữa quý thấy vị. Chưa? Đó. Đó. Đấy, cân lại lần thứ hai này, 919 gram nhé quý vị. Rồi cái kia thì có 839 gram thôi. Đó. 840 gram. Đó. Đó. Thì cho biết là chất liệu hàng đẹp và hàng xấu đấy. Vâng. Rồi lệch nhau là chất khoảng liệu, 80 cái chất gram. Vải. Dạ. Rồi có cái mẫu này nè, để chị nói với em nghe nè. Như nhà chị ra cái mẫu này. Tại mà này màu sáng ha. Để chị kiếm màu tối tối đi.
Màu tối tối nó dễ thấy hơn. Con kiếm mẫu này màu tối tối đi con. Đây. Không, cái mẫu này nè, để em mỗi chiếc lá nữa. À, mỗi chiếc lá màu tối tối thì màu này màu sáng nó trong máy nó khó thấy. Thì sáng có nhiều mẫu mình bán rồi đó con. Thì giờ anh chị đang nói cái lá của chị là làm nó nhanh nhon như nè, nó nhỏ nhỏ. Rồi nó như vậy em ha. Còn người ta lấy cái mẫu này về. Người ta lấy mẫu này ra người ta làm lại, cái người khác làm giống như xuống tay thợ em. Cái lá này nó tròn quay à, để chị đưa cho em coi nè. Chị thấy trong chợ người ta lấy cái hàng của chị người ta lên hàng á. Vâng. Nó cái lá rất là kỳ. Cho nên mình nhiều lúc mình nói á. Em thấy nó giờ chị đưa vậy thôi cho em giờ. Vâng, đây cái lá này nó ú á. Nó ú ú ú vậy đó thấy không? Ú thù lù luôn á. Mà nó cái không, nó không có nhon giống như của chị. Vâng. Còn của chị á lá nhon nhon. Lá này là nhìn nó mềm mại mi nhon á. Ờ nó mềm mại em biết không? Đó vâng. Còn của người ta là không có cái râu này lên. À. Không có rau lên bớt, nè, bớt cái người ta bớt hết. Rồi người ta làm cái lá chụp bẹt ra. Tức như cái mẫu á, nhìn vô áo dài bé cái mẫu này, ví dụ như mấy cô mua 2 triệu, mấy cô qua cửa hàng khác cô mua 1.8 triệu đi, nhưng mà lúc đem hai cái mẫu tới với nhau là không phải giống nhau. Nhìn thì na ná rồi, nhìn nhưng nha, mà na cái này ná, thì nó bay nhưng bổng và nó đẹp, nó sắc sảo hơn nha quý vị. À, người ta chân nè. Vâng. Đó, người ta chân đó. Người ta bỏ hết những cái này nè. Người ta không có làm những cái này ria, để bớt tiền. Bớt tiền đi. Thứ hai là cái lá người ta ra giống như cái lá trầu bà. Chứ không phải là cái lá cái... Đây cái lá của họ là trong không hình này nó... quý vị nhìn này. À, nó không có đó, ra được cái nó mẫu. Nó không có thanh thoát nha. Và cái này phải... À, nói chị nói là phải chị liễu... chụp trong chợ mình đó. Dạ. Chứ không phải là chị chụp đâu xa đâu. Liễu yếu đào tơ nhìn trông nó mới đẹp. Còn như cái nó góc của chị kết nè. Em thấy cái góc chị kết nó như vậy nè. Còn người ta chỉ kết sơ sài vậy thôi. Đó, cái đấy thì nhìn cái gốc của họ trông nó như một cái đâm rừng. Ví dụ của chị 10, người ta bỏ đi hết 4 lần. Người ta làm còn 6 thôi. Vâng. Nhưng mà người ta chỉ rẻ 100 hoặc là ví dụ như 100 ngàn là tối đa thôi. Dạ. Cho nên nhiều cô chú cứ nói bên này bán đắt hơn bên kia, thấy cái giá bên kia treo giống này nó rẻ, nó bên này nó đắt hơn. Vâng. Nhưng mà bé nói là phải dòm kỹ cái mẫu mã, dòm kỹ chất liệu mình rờ trên tay, hai cái bên mình hàng nó có giống nhau hay không. Vâng. Không khác cái gì, chị nói mình hàng mà thợ giao cho chị lộn một cái đó. À, chị biết liền đúng không? À, biết liền, chị rờ trên tay chị sẽ biết liền à. Rồi bây giờ chúng ta tại nãy giờ nãy em like lên chị rồi chị thấy hơn khác rồi. Vậy. Nhưng mà chị nói thôi để đó thôi, chị xếp ra sao. Ta sẽ tiếp tục với những cái mẫu tiếp theo này. À. Đây thì mình cho sẽ nên thường thường lại. Người ta nói mình mua lầm chứ không bao giờ bán lầm đâu em ha. Sản phẩm này có mức giá là 1.900.000 thưa quý vị. Mua lầm chứ không bao giờ bán lầm đâu. Thêu rất sắc sảo nhá. Cái chỉ nó bóng sau đó là kết đá vô. Mình bán thì mình phải có lời mình mới bán chứ không thể là bán lỗ được. Vâng. Nhưng mà mình lời là lời như thế nào? Bé dám mà kêu giá lên trên cái Sài Gòn ngày nay, ngày nào em tới quay chị cũng nói giá cả từng mẫu một. Bé không có ngại về giá cả thị trường. À, cô bác anh chị nếu mà đã từng theo dõi các video clip áo dài ở trên mạng đó thì có thể thấy là áo dài bé là tiệm vải áo dài Tiên Phong ở chợ An Đông, cũng như là nhiều chợ khác công bố giá niêm yết giá rõ ràng để cho khách dễ mua và không có phải trả giá. Và sau khi mà áo dài bé thành công nhờ là được sự tín nhiệm của rất nhiều quý cô chú anh chị khán giả ở trong và ngoài nước thì một số tiệm vải khác cũng đã bắt chước cách làm của áo dài bé. Tuy nhiên thì bắt chước cũng chỉ được một phần nào thôi. Người ta cũng có những cái hình thức là... Này 2 triệu. Cái đó 2 triệu hả chị? 2 triệu em. À, cái mẫu trên là 2 triệu. Cũng có nhiều tiệm bắt trước nhưng mà họ làm không tới nơi. Họ chỉ làm nó na ná giống thế. Hoặc là giống như khi của mình thì cái chất liệu vải là nó mềm, nó mát. Nhưng mà người ta làm cái chất liệu vải khác. Nhìn cái bông thì cũng giống thôi. Nó cũng mà... là len ý em. Nhưng mà len ý là hàng của Trung Quốc. À, len ý Trung Quốc. Thì chỉ đôi khi có những cái chỉ người bán mới biết. Thì mình cũng... có phải rồi mình hàng trên tay á, mềm, mình hàng mềm, tất nhiên mình rờ trong tay nó có độ mình hàng mềm dẻo. Yeah. Chứ còn nếu mình rờ trong tay mình hàng khô là không phải hàng nó. Có nhiều chị chỉ bảo thôi đắt rẻ đối với tôi thì cũng không quan trọng, tôi cứ thấy đến đây là yên tâm là các chị tới đây mua. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có những cô chú khác cũng chưa phải là Tuấn Dương nói thế mà cô chú đã tin ngay. Cô chú cũng đi khảo giá mỏi dã rời cả chân sau đó quay lại mua. Thì thôi nói chung là thị trường mà nó sẽ có rất là nhiều cái kiểu sáng, người buôn bán.
Sáng chị kia cũng mua chị cái áo đó 2 triệu. Yeah. Nhưng mà chị đến đây rồi thì chị đi tiếp tục thêm vòng nữa, chị chụp hình chị đi. Thì chị có nói như vậy nè, chị đi thì lúc chị đến đó chị muốn mua cái mẫu này, chị đem cái mẫu em ra so sánh có giống người ta không. Thì chị đi qua gần đây thôi. Vâng. Thì chị đem cái mẫu đó chị so sánh thì không có giống, chị quay lại mua cho chị. Vâng. Mà cái chỗ bên kia thì chỉ nói có 1.8 triệu thôi. Vâng. Ừ. Nhưng mà phải so sánh nha. Vâng. Mình phải chụp cái mẫu đó đi rồi mình tới đó mình so sánh. Ví dụ như mình nói, ví dụ như ở đây người ta kết là 10.000 cái hột đi, mà bên kia người ta chỉ kết có 5.000 cái hột, thì đương nhiên là cái tiền công kết nó sẽ thấp hơn một chút, rồi cái tiền nguyên vật liệu nó sẽ rẻ hơn và người ta sẽ bán cái mức giá thấp hơn một chút. Với là bên chị thiết kế ra một cái mẫu rồi bắt đầu người ta dễ đó, thấy nhà chị like lên cái người ta mua cái mẫu đó, người ta đưa cho thợ làm. Vâng. Nhưng mà lúc qua một cái tay thợ khác thì người ta làm không lại không giống nữa. Vâng. Tức là bắt chước giống như một cái tác phẩm gốc và cái tác phẩm mình ấy nhái cũng không giống thì nhái thì nó cũng chỉ giống giống thôi, bởi vì những cái người mà họ sáng tạo ra đó thì họ sẽ thổi hồn vào cái sản phẩm đó. Giống như hồi nãy các bạn nhìn hai cái lá, một cái lá mà của cái tác phẩm gốc đó thì mình nhìn thấy nó rất là mềm mại, uyển chuyển. Còn cái lá mà người ta bắt trước ấy thì nó ù lì, cục mịch, nhìn trông nó không có được hài hòa. Và khi mình mặc lên ấy thì trông nó không sắc nét, không có uyển chuyển, nhìn nó sẽ không đẹp. Đây mình sẽ coi một cái mẫu kế tiếp nhé, quý vị nhìn này. Phía trước thì cũng một cái bông hồng với lá này, phía dưới này. Và giá của sản giá phẩm 2 triệu thì đều được niêm yết ở đây. Mua đây, áo tặng quần 2 triệu thì cỡ khoảng 80 đô. Rồi lại một mẫu kế tiếp cũng giá 2 triệu đồng. Cái này phù hợp cho những cái cô đứng tuổi khoảng trên 50. Mình may những cái chiếc áo này rất là đẹp. Đi họp lớp, đi chơi, đi tiệc, ngồi xui. Quý vị nhìn thấy những cái bông hồng đẹp em ha, dễ thương, dễ thương. Đây tới cái này sau đó thì nhờ bạn người mẫu thử dở cái phía tà sau hoặc tà là sau cửa tay ta. Có không? Đây tà sau có nhé quý vị, tà sau tà thì sau. Cái bông nó nhỏ hơn dạ, này. Tà sau. Rồi hai cái bên này cửa không có tay hay sao không con? Có tay ha, có tay luôn. Có. Đây dạ. Cửa tay thì cũng có được thêu nhé quý dạ. vị, đó. Dạ rồi, cảm ơn em. Còn này là hàng thiết kế nè em ha. Cái này là vẽ 100%. Vẽ 100%, vẽ cọ đó, tải cọ, tải tay á, cái này hơi đắt tiền. Cái thợ này làm hơi đắt. Tiếp theo là tiền. Một cái dòng hàng cái vẽ này 3 cọ. Triệu 8 em. 3 triệu 800 ngàn. Đúng rồi. Ủa tại sao vẽ cọ mà lại cái mắc hơn là cái kia? Cái này vẽ cọ chị? Nhưng mà vẽ cọ cái thợ này vẽ đó, thợ của vẽ của Linh Hương. Cho nên ví dụ như vẽ một cái áo một người vẽ một tuần lễ mới xong là một tuần mới xong cái áo cho nên này. Cái giá trị tiền nó đắt như vậy à. Cho nên mấy hàng này chỉ có vài áo thôi chứ không có nhiều, nó không quá giống như đại trà nhưng những cái hàng kia thợ nào làm cũng được, mà áo này là nó chỉ có một áo hai áo một lễ, ví dụ như chị đưa một tháng ra được 3 áo 4 áo thôi. Vâng. Ở đây là những cái sản phẩm đó. Độc đáo này quý vị này, nhìn cái nét vẽ đó các bạn nhìn thấy giống như là vẽ 3D, nó nổi hẳn cả đó. Những cái cánh hoa rồi những cái chỉ đưa hơn 2 tầng nó mà được 3 áo thôi. Đó, rồi con bướm các bạn nhìn thấy cảm giác khi mà nó đậu vào cái cánh hoa, nhìn mình nhìn rất là thật, nó nổi bật hẳn cả cái chiếc áo lên. Đó chỉ được có 3 áo duy nhất đó. Mà thôi. Vẽ tay thôi. Mà nhìn thì mình cứ tưởng là in nhưng mà họ vẽ giống bằng vậy đó. Cọ. Mà cái chất liệu rất là mềm ấy nè. Đó, mà giá nó mềm lắm. Cái không có bị cộm. Dạ. Về màu sắc á quý vị, mình coi ở trong clip có thể nó hơi đậm hoặc lợt hơn so với bên ngoài một chút nhá. Do là quý vị về coi trên điện thoại hoặc là trên TV á, cái độ phân giải nó khác nên là nhìn thì có thể nó khẽ 1910. Đó. Còn mẫu này mẫu gì ấy, chị? Này cũng mới ra đó em. 1.5 triệu. 1.500.000. Này là cái đó mới ra mẫu á, mới ra mẫu quá à. Mới ra mẫu, cái đó hình như mới ra con áo hay các sao? Mẫu mới của áo dài bé thì ra thường xuyên liên tục, mấy mẫu này là dạng đắt, hơi đắt tiền đó em nha. Dạ. Thế thì coi cái giá coi, 2.4 triệu, 2.400.000, cỡ là 100 đô nhé quý vị. Mẫu này thì ở trên là một cái bông hoa dạng như là hoa lan đấy.
Rồi có hai cái sợi như là sợi ruy băng ấy, dài, chạy dài theo thân áo. Rồi mời quý vị coi một mẫu kế tiếp này. Cái này là họ thêu vào một cái đúng rồi, trên chỉ, cái một miếng vải, trên một rồi miếng xong bắt đầu mới làm qua 1,5 triệu đúng không? Đây sản phẩm này 1.500.000, họ thêu trên một cái miếng vải cắt hình trái tim hoặc hình cái lá, sau đó cánh họ bướm. Kết đá rồi. Cái này thêu tay nè, mẫu này chắc mắc tiền nè. Đúng rồi. Đây quý vị thử đoán xem mẫu này nhiêu tiền nhá. Mẫu này thêu tay này, cái này 2,5 triệu em. 2.500.000, khoảng 100 đô la. Mấy mẫu này thì rất là ít hàng em ha. Dạ. Lâu lắm lâu mới ra đựng áo. Mẫu này thì như chị bé nói là lâu lâu mới ra. Mới ra áo hay áo thôi. Bởi vì cái người thợ này đó là cái thợ lành nghề và họ làm những cái sản phẩm này cũng rất là tại vì mỗi lần ta nhận mình không trên 5 áo mà một tháng, nếu mà trên 5 áo thì người ta một tháng ta mới giao lần. Vậy. Còn nếu ta nhận một áo hai áo thì một hai tuần ta mới giao. Dạ. Nhưng mà một cái điều là đối với những cái sản phẩm độc lạ đó thì cũng có nhiều khách hàng đó họ thích, họ chỉ muốn là cái sản phẩm không có đụng hàng, không có bị trùng với người khác. Đó giống như em thấy những cái mẫu thường thường á, chị like lên là có nhiều nhà like giống nhà chị. Dạ. Nhưng mà có nhiều mẫu chị nói là hàng này không đụng hàng, thấy like bao nhiêu tháng cả năm trời không ai có. Vâng. Là tại vì người ta có ăn cắp cái mẫu đó, người ta làm cũng không giống của chị được. Vâng. Nó không có đẹp, họ không có tự tin để họ bán á. Còn những cái mẫu thường thường thì chị like lên ngày nay hai ngày sau người khác đã có rồi. Dạ. Nên quý vị có thể tìm những cái đơn vị tiên phong, giống như là những cái tiệm mà chuyên thường xuyên ra những cái mẫu mới cập nhật để quý vị nắm bắt. Đấy, và giá đây cũng là cái cơ sở để mình tham chiếu. Giống như tụi mình tham khảo cái giá ngoại tệ, giá vàng thì cứ tham khảo bên Vietcombank. Đó, thì giá tương đối là chuẩn. Thì quý vị mà đi coi vải áo dài, nếu mà quý vị coi một cái mẫu này ở chợ An Đông thì giá bằng này. Nhưng mà quý vị tới những cái chợ khác, ví dụ như chợ Bến Thành, thì quý vị sẽ thấy là cái mức giá nó có cái sự khác biệt. Đó, rất là đẹp. Đây, wow, cái mẫu này hay này, cái con hạc nhìn rất đẹp này quý vị này. Nào này có được mấy màu nè. Oh, mẫu này không biết nhiêu tiền ta. Không coi, chị cũng chưa biết nữa. Mấy đứa đây. Nó bấm giá. Yeah. Đây quý vị, cái này vải lụa ở chị. Cái này là hàng Tô Châu em. À. Ồ nhưng mà giá có 1,3 triệu thế này. Ủa sao rẻ vậy? À Tô đây Châu. Là vừa vẽ này, vẽ xong. Vẽ bắt đầu ép đá ép đây. Ép đá. Đúng rồi. Tô Châu. Cô chú anh chị thích những mẫu vải áo dài nào nhớ chụp hình lại, sau đó gửi cho áo dài bé để nhận báo giá, cũng như là áo dài bé sẽ để dành những cái sản phẩm đó lại. Với điều kiện là cô chú anh chị mình phải đặt cọc, còn nếu không đặt cọc á, là áo dài bé thì... Em có nhiều cô em mình bán hàng online, hàng sale vừa rồi tháng 7 á, có nhiều cô lựa rồi cũng có đặt cọc, ví dụ như mua 20 triệu đi, đặt cọc 5 triệu rồi để đến nay cũng không lấy luôn. Rồi sao? Rồi giờ gọi điện cũng không bắt máy luôn. Vậy là cứ để giờ không thế. Biết làm sao à. Rồi có nhiều người lựa hàng đẹp nhưng mà lựa 7-8 tháng rồi cũng có đặt cọc, ví dụ 10 triệu đặt cọc 1 triệu, rồi giờ trong kho chỉ đến 30-40 bao vậy đó. Vậy á? Ừ. Giờ chuyển vậy biết xử lý. Vậy thì phải có cách nào để suy nghĩ để cách nào giờ cô chú anh chị mình đặt sao? Cọc xong rồi nhưng mà mình nhớ lấy hàng. Đặt cọc xong thì... Nhưng mà giờ chuyển biết sao đặt cọc xong thì phải để lại số điện thoại để mình liên lạc. Để số điện thoại nhưng mà gọi điện ta không bắt máy. Để mình phải xin cái số không phải. Nó thế này này, có khi có hai... Nhiều cô chú là gọi không gọi bằng cái số điện thoại thật mà gọi bằng thẻ. Không có thẻ. Số luôn, rồi có Zalo, rồi vẫn gọi Zalo mà tao không bắt máy. Ừ. Rồi nhắn tin rồi tao không trả lời. Lại còn thế nữa. Mà ví dụ như một bao hàng 10 triệu đi, tao đặt cọc 1 triệu, 2 triệu. Ví dụ như tao mua cái lô hàng đó 10 mấy triệu, tao gửi về 100 đô. Vậy. Ví dụ vậy đó em, mà giờ cứ để bao hàng hoài luôn. Thì bữa nào thôi mình thông báo lên trên kênh là tên của những ai. Ừ. Rồi ngại ghê luôn. Giống như là cái mục nhắn tìm đồng đội ấy. Để tìm những cái người nhiều mà... lắm đó em, trong kho chị giờ còn 10 mấy bao luôn đó. Vậy á? 10 mấy bao là trên ngoài dưới đó là chị đếm trên dưới 160 triệu đó. Ghê vậy. Ừ. Mà nếu mà chị lấy có tiền khách hàng thì giỏi lắm, chừng chưa tới 40 triệu. Vậy.
Vậy thì bây giờ phải cũng mệt lắm đấy em. Tìm giải pháp. Để lâu quá thành thằng tồn em ha. Thôi tối nay em vắt chân lên trán em suy nghĩ giùm chị coi. Hiến kế cho chị. Em kiếm kế cho chị. Em kiếm kế cho chị. Có thể là bây giờ mình sẽ nói là ví dụ như đặt cọc thì bây giờ cái thời điểm nào cô chú thanh toán nốt. Ví dụ như quá bao nhiêu ngày thì con xin phép là cái tê vải này con sẽ bán. Ví dụ như quá chừng khoảng một tháng hay là một tuần sau mà không liên lạc được ấy. Tất nhiên là người ta vẫn đặt cọc chứ không phải khách hàng không đặt cọc. Không thì mình nói rồi mình họ cũng không mất cái tiền cọc đó, nhưng mà sau một tuần ấy thì mình sẽ bán chẳng hạn. Khó ghê luôn. Bây giờ thấy những cái hàng người ta lựa lâu rồi là thành hàng tồn rồi đấy. Vâng. Thì cô chú cũng xem xét cách nào đó để mà giúp cho bên áo dài bé phục vụ được tốt hơn. Con coi cái giá nhiều tiền nha con. À, cái này cũng đẹp này. Quên à. Cái mẫu này rất lập thể. Rất đẹp nha quý vị. Mẫu này có giá là 1.200.000 nha quý vị. 1.200.000. Lập thể không? Rẻ mà đẹp này. Màu tím cho cô đi, các cô đi nhà thờ. Màu cam. Màu cam. Chị bé đến cái khu Đức Mẹ Núi Cúi bao giờ chưa? Chưa. Ở chỗ đấy hôm em đi ấy, như là thấy đông lắm mà gần như ai cũng mặc áo dài đi lễ hết ấy. Chị chưa có đi núi Cúi. Thấy các cái đoàn xe 45 chỗ mà nhiều lắm. Trời ơi, phải đến cái chỗ nhà thờ đó chắc hàng ngàn chị người. Chị đi ta Đức Mẹ ta bao chị đi rồi. Vậy. Nhưng mà núi Cúi chị chưa đi. Thì lên đó mình thấy các cô cũng mặc áo dài. Cô nào cũng mặc áo dài vào lễ nhà thờ. Đúng. Không, cái áo dài lên đẹp chứ em ha. Dạ. Áo dài chị thấy người nào cũng đẹp hết á. Lên người nào cũng đẹp. Lịch sự. À, cô bác mua những cái bộ áo dài và mình mặc trong những cái sự kiện quan trọng cũng là một cái cách thức để mà bảo tồn và phát huy những cái giá trị bản sắc dân tộc, những cái trang phục truyền thống của người Việt. Thật là tự hào khi ở Paris, London hay là New York mà thấy một tà áo dài Việt Nam bay phấp phới. Quý vị sẽ nhận ra ngay ít nhiều là một cái tà áo dài của quê hương mình. Trong những các cái sự kiện lớn, ví dụ như mình thấy là các cái buổi tiệc mà đón các nguyên thủ quốc gia hoặc những chính khách á, thì đều thấy như các bạn lễ tân mặc áo dài đẹp, thậm chí là phu nhân của các cái vị lãnh đạo cũng mặc khoác trên mình cái tà áo dài để ra đón và tiếp khách, chứ không thấy họ mặc quần tây hay là gì, thường là họ mặc áo dài. Nó như đó, một cái trang này, phục truyền thống. Mẫu này cũng mẫu mới nè, mới ra nè. Mẫu này mẫu mới á chị? Mới ra luôn, cái này nè. À, mẫu mới ra. Mới ra luôn đó. Mẫu này thì... Đây chị coi giá nha. Vâng. Cái này 2 triệu em. 2 triệu đồng. 2 triệu. Cỡ khoảng 80 đô la Mỹ. Đó. Cái này cũng vài cái thôi chứ không có nhiều đâu. Mẽ như là mẽ tranh thủy mặc ấy, và cái đầu nó như kiểu có đầu con rồng ấy quý vị ạ. Cũng hơi khó tưởng tượng xíu nhé. Nó may những con hạc ở đồi núi tre trúc gì đó. Vâng. Phong cách này là phong cách cũng là lạ. Đây này, những cái cánh chim hạc mà bay. Con hạc này hơi bị ú à. Do là các bạn đánh hộp nhiều quá. Người ta để nhiều con hạc quá. Đây. Một mẫu tiếp. 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. Khoảng 80 đô la Mỹ mua vài mảnh áo. Mẫu này cũng mới nè em nè. Mẫu mới này là chỉ ra vài cái thôi. Dạ. Chưa có ra hàng nhiều đâu. Đó, mẫu mới nè. Đó, hình con đò này, cánh cò. Con đò này, ngôi nhà. Ngôi nhà nè. Cây dừa nè. Ai ở Bến Tre mang áo này nha. Vâ. 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. Giang đứng Bến Tre đó. Vâ. Ai đứng bóng nhiều là tóc dài bay trong gió. Nên áo rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn này, nó... Hồi xưa chị còn làm thợ may á. Ví dụ như một cái ca sĩ đó nha. Nói là hôm nay em... Ví dụ hôm nay em hát bài Huế đi. Vâng. Là chị có chú thợ này nè, vẽ cho một cái áo màu tím mà vẽ về quê Huế. Vâng. Rồi ví dụ như hát về cái xứ sở nào đó là có những cái áo màu đó, vâng. Cái xứ sở đó, cái phong cảnh xứ sở đó.
Nhưng mà lúc này chị hết làm thợ may rồi, hết những ca sĩ ít đến gì may. Hồi xưa Bích Thảo em ha, là giống như là mối ruột của chị á. Nhiều ca sĩ lắm. Rồi áo này cuối cùng con đừng thở ra nữa. Mày thở ra hoài vậy. Đây một mẫu tiếp theo quý vị. Đó, đẹp không em? Dạ. Con mấy áo xếp bỏ vô kho nha con, đây mai đưa lại cho thợ. Rồi cảm ơn bạn người mẫu nha. Rồi, cảm ơn chị bé. Đó đẹp không em? Cho chị đứng ké cái đây. Có thấy rồi. Quá thấy đẹp luôn. Đó. Rồi, cô chú ghé mua cho bé nhiều nhiều chút nha. Cô bác nhớ ghé ủng hộ áo dài bé nha. Cô chú anh chị ghé địa chỉ là sạp D1, D3, D5, D7. Số điện thoại là 0908 332 073 0869 529 239. Gặp áo dài bé để lựa những cái mẫu vải áo dài ưng ý. Thì ở đây rất là nhiều mẫu. Giá thì dao động từ khoảng 300 ngàn cho tới 8 triệu đồng. Tất cả các sản phẩm này là đều có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Chắc chắn là sẽ làm hài lòng quý cô chú anh chị. Bên cạnh những cái vải áo dài được giới thiệu thì sẽ có thêm các cái áo dài may sẵn dành cho cả nam và nữ. Kể cả cái bộ mà cô mannequin này đang mặc đó, thì ai mặc vừa đó là cũng bán luôn nha quý vị nha. Rồi em quay cái ở dưới cổng chính lên, em ở đây có tiệm vàng Ngọc Mai với lại có Cường Như Thịnh. Đứng đó vòng qua vô mé cầu thang là thấy Cường Như Thịnh mới ra rồi. Cường Như Thịnh, Ngọc Mai với Cường. Tức là quý vị đi cổng chính ấy, thì mình đi qua cửa kiếng ấy, mình nhìn thấy tiệm vàng Ngọc Mai quẹo trái khoảng 10 mét ngay chân cầu thang ấy, là mình thấy áo dài bé rồi. Ngọc Mai với Cường Như Thịnh. Dạ. Vô là thấy áo dài bé. Rồi. Và rồi, cảm ơn chị.